Chào mừng các bác đã đến với video clip giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, khi nói đến thương hiệu JBL thì các bác đều đã biết đây là một thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau và ở nhiều phân khúc tầm tiền khác nhau. Những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp rồi là những dòng loa hát karaoke chuyên sâu. Và trong chương trình video clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác về cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp đến từ thương hiệu JBL của Mỹ ở phân khúc tầm trung để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước mắt màn hình dưới tấm biển xanh thì các bác thấy được đây là cặp loa mà em muốn giới thiệu đến các bác ở trong video clip lần này. Ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e căng vải màu xanh lơ như thế này, che đậy toàn bộ phần cấu trúc driver ở mặt trước. Và sau đây thì em sẽ nhấc bỏ tấm e căng ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về cách thiết kế của cặp loa này. Các bác thấy thì đối với cái e-cang của nó được bố trí 4 góc là 4 cái mút rất là dính. Các bác thấy e-cang thì còn rất là tuyệt vời nhé. Đấy, đó là về vấn đề e-cang. Và sau khi nhấc bỏ tấm e-cang ra thì các bác thấy đây là toàn bộ cấu trúc driver của dòng model này. Các bác nhìn thì các bác cũng đã nhận ra đó là dòng model nào rồi. Đây là dòng model rất là nổi tiếng, được những người chơi audio đánh giá rất cao về chất âm của dòng model này. Đó là cặp loa JBL L65A. Về cách thiết kế của dòng L65A thì các bác thấy nó sử dụng 3 đường tiếng. Ở phía dưới thì nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng màng giấy gân mút. Đấy, đem đến tiếng bát của nó rất là mềm, nghe tiếng bát của nó rất là sâu. Ở phía trên thì nó sử dụng một loa trung giấy có đường kính là 13cm. Trung âm của JB thì các bác nghe rất là phê rồi, âm thanh rất là trong trẻo, tĩnh lặng. Và nó sử dụng một loa chép lưỡi dìu, các bác thấy đây. Và check sang ở phía bên tay trái, các bác thấy nó trang bị cho chúng ta hai cái vi tinh chỉnh, giúp chúng ta có thể chỉnh mid và chỉnh chép tùy theo cái sở thích và gu nghe của mỗi người để chúng ta điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Và phía dưới thì các bác thấy nó sử dụng một cái lỗ thông hơi hình tròn. Đó là tổng thể về cách thiết kế cấu trúc driver của dòng loa JBL L65A. Đây là dòng model đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Ở phía trên thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta một cái tấm kính đậy ở phía trên, tôn lên vẻ sự sang trọng cho cặp loa này. Và sau đây thì em sẽ quay về tình trạng của cặp loa này. Đây là phía bên sườn, các bác thấy góc cạnh của nó thì rất là đẹp rồi. Và cặp loa này thì nó được ra đời vào năm 78. Cho tới nay thì các bác thấy về tình trạng của nó như thế này thì rất là mịn màng rồi. Đây là cặp loa hàng bãi, các bác thấy rất là tuyệt vời. Đây là mặt sau. Và cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có cái độ nhạy là 89 dB. Cặp loa này thì nó có chiều cao vào khoảng 62, ngang vào khoảng 44,5 và sâu vào khoảng 33cm. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới vào khoảng 30kg. Như vậy thì các bác thấy một chiếc loa có trọng lượng lên tới 30kg rất là nặng. Đây là phía bên sườn, chiếc ở phía bên tay trái, các bác thấy rất là cụ thể. Về tổng thể hình thức bề ngoài thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Các tuyến loa thì các bác thấy đây rất là đồng đều nhau, từ phần loa chép rồi là loa trung rồi là loa bass, các bác thấy rất là cụ thể. Và đây là cặp loa thì các bác thấy có số series liền kề nhau, cho nên thì các bác thấy đây là cặp loa thì rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình cặp loa như thế này để chúng ta sử dụng với mục đích nghe nhạc trong gia đình. Và đối với dòng loa này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly của Magintoc rồi là những dòng âm ly của Luckman, các bác đánh thì rất là hay. Và các bác thấy đây là một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphase. Có thể nói trong phân khúc tầm tiền đánh với cặp loa JBL L65A này thì các bác thấy rất là đỉnh luôn. Đó là chiếc âm ly Acouphase E303. Đối với dòng này thì các bác thấy nó đem đến chất lượng âm thanh rất là mềm, dẻo, nghe âm thanh của nó rất là dày dạn. Các bác có thể dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa của Tannoy này, JB này, BWK này, rồi là những dòng Pioneer HPM này, rồi là những dòng Calip này, vân vân. Nói đến thương hiệu Acouphase thì các bác đều đã biết rồi, đây là một cái thương hiệu audio cực kỳ là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Về này thì các bác thấy nó cũng có rất nhiều những mẫu model khác nhau và cũng có nhiều mức giá khác nhau. Những
chứ không đi có mức giá vài chục cho tới vài trăm mà thậm chí cao hơn. Đấy, tùy theo cái điều kiện kinh tế của các bác để các bác có thể lựa chọn. Và chiếc Amri Akufei E303 này thì các bác thấy nó có mức giá là 32 triệu đồng thôi, kết hợp với cặp loa này thì rất là đỉnh rồi. Ngoài ra thì các bác có thể lựa chọn những chiếc Amri Akufei 212, rồi là những dòng 307, hay là những chiếc Amri Lukman, rồi là 505F, rồi là 507S25 mã, rồi là những dòng 505UX. Các bác đánh thì rất là tuyệt vời rồi. Và các bác nào thích những dòng Amri Lukman có mức giá thấp hơn thì các bác có thể lấy những dòng 309X rồi là 309V, các bác đánh những dòng 65A. À, như này thì rất là tuyệt. Và như vậy vừa rồi thì các bác thấy thì em cũng đã quay tổng thể chi tiết về tình trạng của cặp loa JBL L65A. Đây là cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Nó đến dòng L65A thì các bác biết rồi, nó đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Không ngẫu nhiên mà nó được những người chơi audio đánh giá cao về chất âm của dòng model này đâu. Và cặp loa với tình trạng của nó thì em cũng đã quay rất là cụ thể chi tiết rồi. Thì cặp loa này thì có mức giá là 59 triệu đồng. Đây là cặp loa có số CD liền kề nhau. Về tình trạng của nó thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Và phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là hai cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản. Đó là dòng Pioneer HPM100 phiên bản 200W. Ngày hôm qua thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác về hai cặp loa này rồi. Đây là hai cặp loa cũng mới về tại cửa hàng của chúng em. Đây là dòng loa sử dụng đến 4 loa trên một thân thùng, một loa bát có đường kính là 30cm. Nó sử dụng màng giấy gân xếp vải tẩm dầu, một loa chung giấy, một loa chép giấy và một loa siêu chép. Cặp loa này thì có mức giá là 25 triệu đồng. Ở phía sau thì các bác thấy với dòng HPM100 này thì các bác thấy nó sử dụng bát giấy, chung giấy, chép giấy và đặc biệt nó lại được bố trí thêm một loa siêu chép nữa. Về cách thiết kế của nó thì các bác thấy rất giống với dòng L100 Century. Nó cũng đều sử dụng bát giấy, chung giấy và chép giấy. Còn đối với dòng HPM thì các bác thấy nó được thiết kế thêm một loa siêu chép nữa. Đấy. Đối với dòng này thì các bác thấy đều sử dụng vật liệu bằng giấy cho nên đem đến tiếng của nó rất là trầm, ấm. Nói dòng L100 Century thì các bác cũng không còn gì xa lạ nữa, nó rất là nổi tiếng. Ở trong phân khúc tầm tiền trên 30 triệu thì đối với dòng L100 Century cũng được rất nhiều bác yêu thích lựa chọn rất là nhiều. Còn ở trong phân khúc tầm tiền từ 60 quay về thì đây là một trong số những dòng model được rất nhiều bác yêu thích. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em cũng quay và giới thiệu đến các bác về cặp loa JBL L65A rồi, để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.